10 nghề có thu nhập cao nhất ở Việt Nam. Tìm kiếm một ngành nghề phù hợp, nhận được một mức lương cao luôn là vấn đề được nhiều bạn trẻ quan tâm, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên đang đắn đo trong việc lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. Và trong video này thì Toplist.vn sẽ giới thiệu với các bạn những nghề có thu nhập cao nhất ở Việt Nam. Số 10. Nhân viên Sales Marketing. Đứng thứ 10 trong danh sách đó chính là nhân viên Sales Marketing. Ngành Marketing thì có nhu cầu nhân sự cực kỳ lớn trong thời điểm hiện tại, nên là cơ hội việc làm cũng rất là đa dạng. Nhân viên trong ngành nghề này thì cũng thuộc top ngành nghề có mức lương cao nhất ở Việt Nam hiện nay, vào khoảng 17,2 triệu đồng trên một tháng. Mức lương của nhân sự sẽ theo thứ bậc từ Trainer, Junior và đến Senior, Leader Team, Leader Phòng. Ngoài mức lương cứng thì nhân viên này còn sẽ có cơ hội nhận thêm hoa hồng, tiền thưởng sau mỗi chiến dịch. Nhân sự của nghề sale marketing thì thường tốt nghiệp với các chuyên ngành như là marketing, báo chí, quảng cáo, biên tập. Nên ngoài công việc chính thức tại công ty thì các bạn có thể hoàn toàn làm thêm các công việc khác như là viết content, sell web để gia tăng thu nhập. Số 9. Thư ký trợ lý. Nghề thư ký trợ lý xếp thứ 9 trong danh sách này. Đây là những người chuyên hỗ trợ công việc quản lý, điều hành văn phòng hay là giấy tờ, tạp vụ hành chính, lập kế hoạch cho cấp trên. Họ đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sự tổ chức cũng như là tiến độ của mỗi tổ chức cá nhân mà họ làm việc cho. Mức lương trung bình của nghề thư ký trợ lý khởi điểm từ 19 triệu đồng trên một tháng. Để trở thành thư ký và trợ lý với mức lương cao, bên cạnh trình độ chuyên môn mà người tuyển dụng yêu cầu, bạn cần phải có những kỹ năng sắp xếp, xử lý công việc trơn tru, khéo léo. Mức lương của nghề này thì cũng có sự thay đổi tùy thuộc vào kinh nghiệm. Lộ trình thăng tiến của nghề thì cũng phụ thuộc khá nhiều vào cơ cấu tổ chức và chính sách của công ty. Số 8. Nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe. Đứng thứ 8 là nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe. Nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe thì thường bao gồm y tá, nữ hộ sinh, dược sĩ là đội ngũ vô cùng quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ y tế chất lượng, chăm sóc sức khỏe toàn dân. Mức lương của nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe cũng thuộc top nghề có mức lương cao, khoảng 24 triệu đồng. Thu nhập của nhân viên y tế như thế này tại các cơ sở tư nhân thì thường cao hơn so với cơ sở y tế công lập từ 2 đến 4 lần, nên mức thu nhập trung bình sẽ khác nhau. Tuy nhiên, sự khác biệt này cũng đã bị ảnh hưởng bởi trình độ chuyên môn, bằng cấp cũng như là kinh nghiệm làm việc. Để trở thành một nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe, bạn cần phải có trình độ chuyên môn tốt và tinh thần trách nhiệm cực kỳ cao. Số 7. Tiếp viên hàng không. Thứ 7 đó chính là nghề tiếp viên hàng không. Nghề này không có xa lạ gì với mọi người đúng không nào? Mức lương của tiếp viên hàng không thì dao động từ 18 đến 25 triệu đồng. Tiếp viên hàng không thì không chỉ là một thành viên của tổ phi hành đoàn của các chuyến bay thương mại. Họ có nhiệm vụ tiếp đón đảm bảo an toàn cho hành khách cũng như là phục vụ hành khách thông qua các dịch vụ như là ăn uống và báo chí. Tiếp viên hàng không là một trong những công việc không đòi hỏi quá nhiều về bằng cấp và kinh nghiệm nhưng vẫn có thể yêu cầu nhất định. Có thể trở thành một tiếp viên hàng không chuyên nghiệp, bạn cần phải đảm bảo được đáp ứng những yêu cầu tại lớp huấn luyện chuyên nghiệp, thành thạo ngoại ngữ, chiều cao và sức khỏe, ngoại hình cũng như là kỹ năng giao tiếp. Số 6. Lập trình viên công nghệ thông tin. Lập trình viên công nghệ thông tin đứng thứ 6 trong danh sách. Đây là một trong những nghề được săn đón nhờ vào mức lương vô cùng hấp dẫn, cũng như là nguồn cung nhân lực chưa đáp ứng hết được nhu cầu phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đây là một trong những ngành nghề có mức lương cao nhất ở thị trường lao động Việt Nam hiện nay. Tùy thuộc vào vị trí, ngôn ngữ lập trình sử dụng hay là kinh nghiệm thực tế mà mỗi lập trình viên sẽ có mức lương khác nhau, thường thì sẽ dao động từ 23 triệu đồng cho đến 46 triệu đồng mỗi tháng. Chất lượng đội ngũ nhân sự công nghệ thông tin trong nước thì ngày càng được nâng cao và các doanh nghiệp nước ngoài tin tưởng, cho nên thì nó càng mở rộng cơ hội nâng cao nhận thức hơn trong việc là có một mức lương cao hơn. Số 5. Nhân viên kinh doanh bất động sản. Đứng thứ 5 là nghề nhân viên kinh doanh bất động sản. Bất động sản là một lĩnh vực chưa bao giờ hạ nhiệt tại thị trường Việt Nam trong nhiều năm vừa qua. Các công việc liên quan đến lĩnh vực bất động sản thì cũng đã được nhiều người quan tâm, nhất là nhờ vào mức lương cao ngất và cơ hội việc làm luôn rộng mở. Nhân viên kinh doanh bất động sản thì có dao động mức lương từ 30 đến 70 triệu đồng. Việc kinh doanh bất động sản thì có nhiệm vụ tìm kiếm và thuyết phục khách hàng để đầu tư vào các dự án đất đai. Sau mỗi hợp đồng giao dịch thì được ký hợp đồng thành công. Nhân viên kinh doanh bất động sản là người hỗ trợ khách hàng xử lý các thủ tục khác nhau. Ngoài lương cứng thì nhân viên kinh doanh bất động sản còn nhận thêm hoa hồng nếu đạt hoặc là vượt doanh số. Số 4. Quản lý nhân sự. Xếp thứ 4 là nghề quản lý nhân sự với mức lương dao động từ 40 triệu đồng đến 96 triệu đồng. Mức lương quản lý nhân sự thì có thể khác nhau dựa trên các yếu tố như là trình độ chuyên môn, trách nhiệm công việc, kỹ năng làm việc, công ty và thị trường lao động. Công việc của quản lý nhân sự thì bao gồm cả tuyển dụng, đào tạo và giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến nhân sự của công ty. Để trở thành một quản lý nhân sự giỏi đạt được mức lương mơ ước thì bạn cần phải được đào tạo chuyên môn tốt, có kiến thức và kỹ năng tuyển dụng cũng như là việc là quản lý nhân sự chịu được áp lực công việc, đồng thời phải liên tục học hỏi và nâng cao kỹ năng, kiến thức chuyên môn của mình. Số 3. Bác sĩ phẫu thuật.
Bác sĩ phẫu thuật xếp thứ 3 trong danh sách này. Bác sĩ phẫu thuật là một trong những ngành nghề y khoa được nhiều người quan tâm và theo đuổi, dù là có không ít khó khăn nhờ vào mức lương dao động từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng mỗi tháng. Bác sĩ phẫu thuật thường gọi là bác sĩ ngoại khoa hoặc là khoa ngoại, chuyên thực hiện các ca phẫu thuật trong phòng mổ. Đội ngũ bác sĩ phẫu thuật thì được mệnh danh là những đơn vị anh hùng trong phòng mổ, đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực y tế. Công việc của bác sĩ phẫu thuật thì đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ, bản lĩnh vững vàng bên cạnh sự kiến thức và chuyên môn sâu rộng. Số 2. Phi công. Phi công là nghề có lương cao thứ hai, cao hơn ở mức trung bình các ngành nghề khác tại thị trường làm việc tại Việt Nam. Lương của một phi công thì được ước tính dựa trên các yếu tố như là các loại máy bay, kinh nghiệm và hãng hàng không mà phi công đó làm việc. Phi công tại Việt Nam nhận mức lương trung bình từ 80 đến 120 triệu đồng. Ngành hàng không Việt Nam thì đang có tốc độ tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây, kéo theo nhu cầu tăng tuyển dụng cao và tạo ra nhiều công ăn việc làm. Công việc trong ngành thì cũng có nhiều cơ hội thăng tiến, trở thành phi công trưởng hoặc là cơ trưởng, hướng dẫn chuyến bay, giảng viên đào tạo phi công. Số 1. CEO ngân hàng. Xếp đầu tiên trong danh sách này đó chính là CEO ngân hàng. Đây sẽ là một trong những người dẫn dắt ngân hàng đi đến thành công, cũng có thể là gây ra thiệt hại. Nên trách nhiệm của họ rất là cao, đi kèm với đó thì mức lương cực kỳ cao. Thu nhập của người làm CEO ngân hàng thì rất là cao và cao hơn hẳn phi công cả 100 triệu đồng, với mức lương từ 100 cho đến 200 triệu đồng trên một tháng. Bạn có thể trở thành một CEO ngân hàng, bạn cần phải có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm. Ngoài lương cứng thì CEO ngân hàng còn có nhiều tài và có nhiều khoản hoa hồng lớn. Nghề CEO ngân hàng thì luôn là một trong những nghề được nhiều người mơ ước. Trong video lần này thì Toplist đã giới thiệu đến các bạn những công việc có mức lương cao nhất hiện nay ở Việt Nam. Hy vọng thông qua video này thì các bạn có thể tìm kiếm một cái nghề phù hợp với bản thân để có thể là có những kế hoạch trong tương lai. Và đừng quên theo dõi Toplist để cập nhật những thông tin thú vị khác trong các video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại!